Như tôi nói trong một cái video về M14 vừa làm thì cây này thích hợp để rất thích hợp để thủ đấy, và clip này cũng là clip về nano gần như là đầu tiên trong năm nay của tôi đấy. Thì clip này tôi sẽ cầm M14 VIP và chạy cối sống sót ở các map zombie nano hiện nay để xem là cái đam cuối của cây M14 to như nào và hiệu quả của nó khi dùng để thủ trong nano như nào. Thì chế độ nano thì bây giờ đang là quá là hot rồi anh em nhỉ, nên là không phải bàn cãi gì nhiều và nói gì nhiều nữa. Trong này thì các ông cầm TMP thủ hay là súng gì thủ cũng gọi là ok hết, không bị ý kiến gì, bởi vì zombie trong này mạnh mẽ lìn ra. Và tôi đang thử M14, thử lửa M14 đây, bởi vì tôi thấy nó vừa làm chậm zombie, sấy tốt và đam to, lại có thêm quả bom nó hút kill nữa đấy, có nhiều chế độ bắn nữa đấy, cho nên là tôi sẽ thử đưa vào và chạy cối. Thì sau quá trình mà gọi là test thử súng thì tôi thấy là được, chế độ nano này, cái map Hoàng Lăng là nhiều khi cầm TMP có thể đi săn đấy, bởi vì là mặc dù là zombie được nâng cấp lên rồi á nhiều nhưng mà vẫn khá là yếu thế so với chiến binh, bởi vì cái lúc mới ra thì người ta chưa biết chơi nano á, thì có thể là yếu để zombie thắng thế. Nhưng mà bây giờ á, với hero có rất nhiều lựa chọn cho chúng ta, nào là hero đấm bốc, hero máy móc, hero tốc biến các thứ đấy, cho nên là cứ số lượng người biết chơi zombie nano cũng tăng lên rồi, kỹ năng của anh em cũng rất là tốt rồi, cho nên là zombie bây giờ cũng không hẳn là mạnh đâu đấy. Và từ ngày con tơ tơ fake bị feed đi đam chém hero đi thì nói chung là phe zombie cũng hơi a đuổi rồi, chỉ nhờ vào tính nhăng mà chém tăng đam hoặc là nhờ vào con tơ rìu thôi, chứ còn mà tơ fake bây giờ phế rồi đấy. Thì sau đây là mời anh em xem những cái pha mà tôi chạy cối, có cả thành công, có cả sống sót và có cả chết giữa chừng. Thì những pha này là tôi vào chơi nano và tôi thủ được, thì tôi chơi bên phím mũi tên, cho nên là thành ra là cái việc chơi chơi nano làm hero hay là các thứ đấy nó hơi khó khăn, bởi vì là nó quá nhiều phím phụ đi, mà mỗi lần bấm phím phụ tôi phải dừng lại và đưa tay sang bên phím chữ bên kia là nó dễ chết lắm, dễ bị cào lắm. Mà hiện tại tôi chưa mua được con chuột Logitech để gán phím phụ vào chơi cho nó sướng, nên là chỉ làm video chạy cối được thôi. Chứ còn hero thì hero mà dùng hero mà nhiều chức năng FG với là vân vân mây mây thì phải đợi có chuột xịn nãy anh em ạ. Chứ chuột con chuột Fulen này, G90 này nó đéo phím phụ, nó đéo dùng được, nó đéo gắn phím mà được anh em ạ. Đấy, thôi chúc anh em xem clip vui vẻ nha.